Cả nhà ơi, bất ngờ Huy ở nhà một mình rồi đóng cửa làm chuyện này. Khi Bình thấy như vậy, Bình mở cửa, Bình đi vô và bắt gặp Huy đang nằm lết ở dưới sàn đất và muốn làm chuyện gì đó. Bình muốn tiếp mà cũng không được. Huy nói Huy ở một mình, Huy quen rồi, Huy làm được, tất cả Huy đều làm được. Bà con cô bác hàng xóm ai thương thì ghé đến Huy, còn ai không thương thì đi xa Huy. Ngay cả bà con cô bác anh chị em cũng bỏ Huy bơ vơ một mình trong một căn nhà hoang vắng. Không mua nệm nó một cái có 150.000 rồi mình trải mình nằm. Mua nệm nó không nổi đâu, Sao vậy? tại tay chân nó không có sạch gì mấy, hai hai ba ngày nó Dừa như vậy được không? được. Mua không? Để có tiền không, mà bây giờ hết tiền nè. Rồi để xíu mình cho tiền hay sao? Sao mình hỏi thiệt, để xíu mình cho tiền hay là gì, cho tiền mua hay sao? Đó, một cái đó là mình biết là mình mua cái mỏng thôi, dễ dở lên dở xuống đó. Trọng dẫn chờ bớt lời cơm sôi bớt lửa một đời không khê. Của anh Vi thì rất lâu rồi mình không có ghé, khoảng 10 ngày có rồi cả nhà, cỡ một tuần, gần 10 ngày rồi cả nhà. Thì bữa nay thấy anh Vi đang làm chuyện gì vậy anh Vi? Nấu cơm. Nấu cơm hả? Đúng rồi, Chào bà con cô bác cái coi, lâu rồi không gặp. chào bà con cô bác nghe. Yeah, mái tóc là chừng nào hớt nè, để cho mình biết. Hả? Chưa biết nữa, Rồi cái lưng làm gì mà dính bụi bặm quá trời vậy? ngủ ở đây. Ngủ ở đây á Đúng rồi, hả? Sao ngủ ở đây? nó mang chút nóng quá chịu không nổi. Nóng quá chịu không nổi hả? Đúng Rồi mình không, mình sửa quạt không có quạt hả? rồi, người ta chia hết rồi. Chia cho người ta hết hả? Đúng rồi, Ôi ôi, bị bịch xoay gì quá trời vậy? để người ta cho không ăn túi hết được rồi, À, người ta cho hả? Ăn không được hả? không ăn được mà không làm biết ăn. À, rồi người ta cho. Rồi để lâu ngày quá nó hư ha. Đúng rồi, Mình ăn ít á, cả nhà. Ồ, bữa nay được đồ ăn gì ngon vậy? thịt gì á. Dạ, bữa nay được ai cho? À, cô kia cho thịt ha. À, thịt gà cô kia cho, trời ơi, cái lưng kìa. À. Quạt thì mình chừa lại một cái mình để xài đi, Quy. Dạ Quạt á, mình để lại một cái mình chừa mình xài để đi. mai mốt á, kiếm được rồi mình gấp một cây xài rồi chứ chịu không nổi đâu. Chiều đâu có nổi. Mình sẵn dịp đó mình tắm luôn đi. Đúng rồi, Mình để đây cũng rất chiều rồi cả nhà. Anh Vy đang nấu cơm. Mình nấu một lần vậy là bao nhiêu? một chén nhỏ. Một chén nhỏ thôi ha. Chén nhỏ cả nhà. Rồi gạo bữa hổm Bình mua cho còn không? Còn nhóc Còn nhóc ha. Rồi nhu yếu phẩm, á, dầu ăn nước tương đồ đó còn đúng không? còn ha. Rồi hụt vịt với cá mòi, Hụt vịt còn còn mấy trứng nha, con mồi ăn hết lon này. cá mòi dùng hết lon rồi ha. Còn có lon à. Rồi chao, Chào. có chao một hũ nữa đó. Em chưa coi nữa. Thấy là có mồi em nên em có mồi ăn rồi với trứng này. Chưa xem cái cháo đó đó. Rửa gạo nấu cơm ha cả nhà, rửa cũng kỹ ha. Mái tóc này từng nhà mình cắt hay nói cho mình biết ơi, mình chở đi. Bữa nào thì có thể nói cho em biết. Rồi bữa nay không có đồ sữa hay là sao? Có nhưng mà có một cây sửa chút xong này. Sửa có chút xong hả? Rồi bữa nay được thu nhập mấy mấy trăm ngàn? Bữa nay hả? Ừ. Bữa nay được 200. Hả? 200. 200 ngàn luôn.
220. 200. Ghê vậy? Phải không? Phải. Lúc nữa đưa tiền cho xem. Dễ, yeah, bữa nay thu nhập được cao vậy. Ngày nào cũng 200 hay là sao? Không có đâu, tùy theo ngày. Tùy theo ngày hả? Dạ. Vậy là bữa nay mình vô 200 hả? Dạ. Mình sửa mấy cây? À, 3 cây. 3 cây, được 200 luôn. Dạ. Rồi trong khi đó mình mua đồ hết bao nhiêu rồi? Mà giờ lời được 200. Không phải, mình đi đồ cũ gã mai ra đó. À, rồi mình gắn cái đồ cũ cho người ta. Dạ. Cái đồ mà mình vẫn còn xài được đúng không? Đúng rồi. Cái nào không có thì mình thay đồ mới cho người ta. Rồi lúc này có mua nước lọc nước này uống chưa hay là còn uống nước giếng này? Đó, không, người ta mới gửi cho 3-4 ngày vậy. À, tức là bữa hổm mình cho tiền đó, mua rồi phải không? Mua rồi, nhưng mà người ta đó, lúc đó người ta hết nước á. À, rồi để nước nấu cơm á, để nước đó đó, đừng có để nước này. Để nước đó ổn lắm. Sao mà uống, để nước đó đi, ngon hơn. Đi không? Nhờ hết một cái là tiền điện với tiền nước không đóng hả? Tiền điện thì người ta lấy, tiền nước người ta không lấy. Tiền điện thì người ta lấy, tiền nước người ta không lấy ha. Đúng rồi. À, cả nhà phía bên đây thì sông nước lớn, các em đang bơi nè cả nhà. À, vui quá ha. Bơi hay vậy. Khu vực xung quanh. Bây giờ mình rửa xong rồi phải không? Nước lọc nè, mình để ổn hả? Có gì đâu, bình thường mà anh Vi. Mau hết đó. Mau hết hả? Ừ. Rồi xà bông đó mình mua hay là sao? Nào? Xà bông giặt đồ đó. Rồi nước rửa chén mình hết chưa? Bữa hổm mình có mua cho đó. Còn nhóc á. Còn nhóc ha. Có xài nhiêu đâu. À, không có xài nhiêu ha. Dạ. Rồi lúc này sau khi mà mình chia sẻ lên đó, có bà con cô bác hỏi thăm gì không? Nếu mà có hỏi thăm em không có biết chữ. Không, có bà con cô bác á, gần đây đến đây để thăm hỏi gì không? Có để ai điện hay là không. Kiếm gì không? Không. Rồi thầy có thấy không? Hỏi có hỏi em thật xuyên mà. Ừ. Mẹ cũng hỏi nữa. À, vậy là mẹ cũng thấy rồi phải không? Thấy rồi. Thấy trong tivi rồi phải không? Thấy trong điện thoại á. À. Nhà mẹ có nói gì không? Mẹ có quen cô gì Bình Đen gì đó, mẹ có quen á. Thế mẹ có quen đó hả? Dạ. À. Chưa quen chú camera thôi. Chưa quen thôi. Dạ. Là mẹ của Vy có quen với Bình. Biết Bình thôi, nhưng mà chưa có thấy mặt. Dạ. Có nhớ mẹ không Vy? Có lúc nhớ, có lúc không nhớ. Sao vậy? Nếu mà em ở một mình thì em không nhớ đâu. Nếu mà thấy ai ăn ủi nói chuyện ngọt ngào với con người ta, đó là em nhớ liền. À, tức là thấy con người ta đi với mẹ người ta thì mình cảm thấy là hơi buồn, dạ. Nhớ liền. Thì... còn mà giống như Bình lại đến đây một mình như vậy thì cảm thấy vui hơn. Dạ, dạ. Không nhớ phải không? Dạ, không nhớ. Không nhớ mẹ. Ừ. Tại có anh ở đây trò chuyện cũng thấy hết buồn à. Hết buồn à. Dạ. À, để Bình kiếm điện cho. Bình kiếm điện ở đâu? Điện ở đây. Có chống giật hen cả nhà. Nhà hên có chống giật đỡ rồi, xong rồi đó, nghiêm vô rồi đó. Rồi sửa cái lo kẹp kéo luôn á hả? Cái này mua chi chai. Mua chi chai rồi mình học mình sửa hay là sao, mình nhắm mình sửa được không? Nếu mà sửa được thì sửa không được thì bán lại. Thấy đẹp thì mua về thôi. Thấy đẹp mình mua về thôi. Dạ. Ừ, không có bóng đèn bóng gì luôn. Không
Em cũng đè đấy cái nè. Ừ. Để sửa không á. Sao mở cửa cho nó mát. Mở rồi nó quay hoài. Mở rồi nó quay hoài hả? Dạ. Vậy là bữa nay thì người ta lấy quạt lại đá. Cái chao nè, cái chao nè. Ờ, cái chao. Hả? Ờ, em tưởng là cái chao, chao kia chứ em tưởng là chao trắng á. Ừ, có đâu. Cái chao á. Cái chao này ăn một lần. Tại có món ăn người ta cho cũng. À, người ta cũng cho dạ. Lúc này người ta cũng cho đồ ăn hoài hay sao? Dạ dạ. Ừ, cũng được ha. Dạ. Vậy là bữa nay hết đồ để sửa rồi cả nhà. 200 nè. Gì? 200 nè. Ồ, sửa được 200 luôn. 200. Thôi, kệ đi, để đi. 200 là ba cây quạt lần đó. Dạ. À. Dành vui ha. Không có, sao không có tài đâu. Dành để tiền làm gì? Mình ăn uống đi. Để tiền có gì đó mình mua đồ mà giống như đồ nào mà hư nặng này kia đồ đó. Đúng rồi. Mình mua đồ để thay. Có gì đó mình lấy tiền công của người ta. Mình mua để em sẵn. Em cũng tính vậy mà chưa mua đâu. Tại mình còn sửa được á, mình còn dành dụng được á, mình dành dụng đi. À, dành dụng được mình dành dụng ha. Dạ. Bây giờ sao mình không mua nệm nó một cái có 150.000 rồi mình chải mình nằm. Mua nệm nó không nổi đâu. Sao vậy? Tại tay chân nó không có sạch gì mấy. À. 2-3 ngày nó dơ. Dơ rồi. Mình chiếu ở đỡ. Không, mình để nệm xong rồi mình lót chiếu ở trên. Rồi mình nằm. Được không? Được. Mua không? Để có tiền mua bây giờ hết tiền nè. Rồi để xíu mình cho tiền hay sao? Sao mình hỏi thiệt, để xíu mình cho tiền hay là gì? Cho tiền mua hay sao? Đó một cái đó là mình biết là mình mua cái mỏng thôi dễ dở lên dở xuống đó. Cái mỏng thôi là một cái đó có 150.000 à. Được không? Nó chơi chứ để mình có gì mình coi mình mua dùm cho. Hoặc là kêu ai ấy, gần đây nè người ta có bán nệm nè. Mình mua. Dạ dạ. Được không? Sao được. Tùy theo ý rồi. Tùy theo ý rồi. Dạ. Rồi chiều nay mình tính ăn cơm với món gì? Thịt gà. Thịt gà mình có hâm lại không hay là mình để gì? Không, nó chín sẵn à, hâm chút là nó chín nè. Chín sẵn hâm chút là mình dùng được phải không? Dạ. Gà còn mà. Gà còn. Dạ. Ừ. Cho nó hâm lại chút. Hâm lại chút là dùng được rồi ha. Hột vịt còn luôn. Hột vịt mình để vô cơm đi cho nó để vô cơm rồi cho nó nóng. Cho nó nóng. Để cơm cho nó nóng ha. Mình dùng. Rồi giống như phế liệu mà giống như xe mà đồ phế liệu đi ngang thì mình coi thấy đồ nào đẹp hay là sao hay là người ta kêu mình. Không phải mình thấy đồ nào đẹp á mình thấy mình đẹp mình kêu mình hỏi thử giá nó sao rồi nếu thấy rẻ rẻ thì mình mua. Mình mua. Dạ. Yeah. Mua mình sửa, sửa được thì mình để nghe phải không? Dạ. Yeah. Nếu mà cái này sửa được thì mình để nghe hả? Nếu mà để nghe nhưng mà ông kia nói nếu mà cháu sửa được thì bán cho bán cho ông đi ông mua luôn. Gì đâu? Ông mà đem cái quạt sửa cho lúc mà đem gạo cho em đó. Ông đó đó. Rồi tính cái này mình nhắm mình sửa được không? Nó hư gì biết không? Chưa biết đấy, chưa kiểm tra nữa. Chưa kiểm tra ha. Dạ. Này là mình mua một cái này là bao nhiêu tiền? 30.000. Dạ. Nếu mà mình sửa ok hết, mình nối dây điện này kia ok hết thì mình bán lại là khoảng bao nhiêu tiền? Dạ, 200 à. 200 à? Dạ. Cũng được rồi. Cái này mà mua mới cả 400 trở lên nha. 400-500. Đôi khi mà hàng xịn thì 1 triệu á. Dạ. Còn cái này mình bắn Bluetooth này kia bật nhạc lên để ở đây đi, khỏi bán đâu. Để đây, tại người ta chửi. Sao chửi? Mình để mình nghe nhạc thôi. Có gì đâu, bình thường mà. Em có bộ hộp em có để 2-3 lo gì đó mà lo
Ừ, cái này nè, em chưa được, cái em để lại để nghe gì đó. Ừ. Rồi người ta chịu em tắng luôn. Trời ơi, mình để nhạc ta ngủ không được hay sao? Người ta không thích nghe. Người ta không thích nghe, mình nghe thôi, có gì đâu. Rồi Bình, cô chú á, cũng có nói với Bình, nói là Vy đó là đọc những câu thơ Khmer và câu thơ tiếng Việt rất là hay. Thì bây giờ Vy có cái câu thơ nào mới mới không? Đọc cho cô chú anh chị với bà con cô bác nghe được không Vy? Khmer nha. À, Khmer đây. Tiếng Việt không biết gần gì mấy đâu. À, bây giờ mình đọc Khmer trước đi, rồi sau mình hả đọc tiếng Việt một đoạn ha. Tiếng Việt em không biết nhiều. À, biết ít thì mình nói ít, biết nhiều mình nói nhiều. Biết từ từ mình biết thì tóc mình sẽ dài thêm rồi. Biết tiếng Việt nếu mà nói chung là biết ít lắm, nhưng mà yeah. Nhưng mà thơ Khmer cũng biết nhiều lắm nè. À, bây giờ đọc thêm một đoạn Khmer nữa cho bà con cô bác nghe coi. Khmer phải không? Dạ. Để nhớ lại ha. Để nhớ lại. Prapirum phesa u khnyom bangkum nak kun praput pratho prasang jebut kun kop mahat ngon metta baida uk phia chiet thom kai chap dai khnyom oy tho kesa anusavon prathom vicha kun tu akara ta 33 khae chet chnam choy chap thva sakko ko kit kap thmey leuk chbap pradau kon chau pro srey tôi cái đây không cái đây cho sắp cục nghề tôi bắt mình nuôi lâu dùng không thua đâu dùng chuột vừa chê ông bơ cứ rọc quý lọc quý lê bà hơn bên bê ăn mẹ ăn bạc ăn bơ ăn bạc ăn con ăn cạch ăn cặp ăn chắc ăn chân ăn đầy ăn vầy ăn thắt ăn phục cho bác ăn tiền cắt cò ăn rất tệ khô con ơi chăm cho ăn lúc mình lọ con cứ tay là ất bắt sọc lô cro tầm mà nằm nò cũng dốt luôn tiếp thành ra kê là o tụ bây miền cỏ vô kê chỉ nhiệt của rập nẹt rau phao ai nẹt tiệt cỏ rập rê mẹ dẹp sẽ chả đất trầm trâu bây miền quạt tự nhiên bát cầm con hô khnát cầm phlọt hô phlâu cầm phlên plik mai cầm prè plik âu thơi chạc sập câu cầm sâu mơ nghỉ vân tuân át ma khlạch mê khlạch ba khlạch ta khlạch dê bùm lam hạt sát ra giặt đạch đê biệt phút tùm nê là lê kê chmô เปียสไดเปียกรูเมียนไพรเมียนจูกํารอปีปีรูจุนเตอ่อยเตียบจุนเตอ่อยขัวเตอ่อยสักยอเตจะกําคังบํารามือปุดปรัญญาอ่อยมุดสมาดัยอ่อยดังบ่คลาวอ่อยปรัจบ่คลายอ่อยดังโปรดบึกกูนเอ่ยกันปับปวดปับเตียง9สมันจบvậy là anh đã đọc hết một đoạn cũng yeah. Rất là nhiều chữ ha yeah.Cái đó là mình nghe qua nghe lại mình thuộc hay là sao hả anh Vy? À, nghe qua nghe lại dạy vài lần đó mình nhớ. À, yeah. Rồi cũng giống như cái thơ tiếng Việt á, câu ca dao tiếng Việt thì anh có đọc biết được một đoạn nào không anh? Anh có thể là tặng cô chú ơi. Không nhớ gì mấy. Không nhớ gì mấy, nhớ lại coi. Giận thì giờ bớt lời, cơm sôi bớt lửa, một đời không thề. Xin hết ạ. À, là okay. Sao? Trọng dẫn, chờ bớt lời, cơm sôi bớt lửa, một đời không khê. À, một đời không gì? Không khê. Không khê. Dạ. À, cơm sôi. Trọng dẫn, bây giờ bớt lời. À. Cơm sôi bớt lửa, một đời không khê. À, một đời không khê ha cả nhà. Đây là cũng một cái câu ca dao ngắn chữ. Nhưng mà nghe thì nó rất là ý nghĩa ha cả nhà. Rồi, thì bữa nay Bình cũng xin phép là thông báo với anh Vy. À, đặc biệt nhất hôm nay thì Bình cũng nhận được tấm lòng vàng từ chị Thủy sống bên thành phố Hồ Chí Minh. Gửi cho anh là 300.000 đồng. Thì bây giờ em xin phép anh chào cho anh ha. Đây Vy ơi, đây là tấm lòng của gia đình của chị Thị sống bên thành phố Hồ Chí Minh đó. Yeah. Đã gửi theo Bình. Yeah. Thì mấy ngày trước á, Bình bận quá. Yeah. Bình không có lời chào được. Hôm nay thì Bình cũng rảnh á. Yeah. Giấc này giấc chiều rồi Vy cũng nấu cơm ăn, nấu cơm dùng rồi cả nhà. Yeah. Thì anh Vy, Vy có lời gì muốn nói đến chị Thị sống bên thành phố Hồ Chí Minh không? Dạ có á. Cho em gửi lời xin cảm ơn chị Thị đã giúp đỡ cho em nha. Chúc chị Thủy với vợ chồng mãi mãi âm no hạnh phúc ạ.
có xin cảm ơn. Có cái câu thơ nào tặng cho chị Thủy không, giống như chúc cho gia đình hạnh phúc á, câu thơ đó. Nghĩ chưa ra nữa. Nghĩ chưa ra ha. Bây giờ anh Vy đã nhận đủ tiền chưa? Dạ, đủ rồi. đâu xè ra cho cô chú chị con cô bác được thấy rồi, đủ 300.000 chưa? Đây. Một tờ 200, một tờ 100 ha. Đủ phải không? Đây. À đủ rồi ha. Dạ. Dạ. Rồi, anh Vy nếu mà hồi nãy là mình đọc câu ca dao Khmer rồi thì câu ca dao tiếng Việt thì anh Vy chỉ đọc được 6-7 chữ thôi cả nhà. Dạ. Anh Vy kiểu cũng nhớ ít á. Rồi xong cái bây giờ anh Vy có một cái bài hát gì để tặng cho cô chú không anh Vy? Có. À có ha. Làm bài đi nha. Bài hát gì vậy? À, tiếng Việt em không kêu, không biết kêu bằng gì. Nhưng mà không nghe người ta kêu là vậy á. À. Dạ. Rồi. Còn... Còn này. Nhớ lại cái. Dạ. Yeah. Ngài tình say chỗ đời canh tra chết phụ chấp sơ nhé. Phải chăng lăng ngài tình say chỗ đời canh tra chết phụ chấp sơ nhé. Hình bạc bà tình san chân phục kê. Miền bê là tâm nế chân năm thầm mấy tiết. Bình chân 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 sông nề ri hình chân tí kêu. Niềng niệt bề niềng dưỡng mơ xôm đọc đọc tiệt. Lột nâu cơ đồng riêng chăm sát đâm xâm tây. Hạch bề ni thlop, tay bề dục. Anh lâu dưỡng chuộc, nâng ấm bề thang ngay. Mình đăng dạng mạch tế nà srei. Ai bè mạch nà bong, chăm sát đâm kê tha nà bồn srei. Dạng lên bề dục dù mà hai lâu ôn chân lên bề thang ngay. Giang lên bề giúp dù mà hai lâu ôn chân lên bề thang ngay lên. Bạch bà tử nạp rong khlay. Có mỗi trăm sợi ở dù bề ngay. Áo bà lên ngay khăn nông bà tức mô mình bạch ngay giúp. Bình tay bề miệng lên ngay rọc mệt. Đạn tha lên ngay. Dù bếc và ba cầm vị thi khuối khuối trăng trọng trăng sợi. Đã bê nhân một chiếc bồ ràn ông dân tan nhiệt. Bồ sợi chạm sạp lung biệt ngờ xâm tê miệt lê. Ngày đây bần tòi biệt mây sẵng à. Ngày ni dân miên phóp ắt xâm nàng. Có lớp phó đang mân thâm mà bạn đa xôm. Chùm điệp văn đi tha cầm đèn xây và nắp ồn này sợi. Ni kiếp nôm mây. Đang rác mình bạch bà chênh phô vẹt thơ vầy bóng xóm châm riêng. Sẵn 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 năng ngươi năng việc bà 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 hìa. Dạ xóm mình chọc ạ. Dạ hay quá, cảm ơn anh Vy ha. Dạ dạ. Dạ thì anh Vy ơi, cơm như đã sôi rồi đó anh Vy. Sôi cho nó sôi không sao đâu. Sôi cho nó sôi không sao hả? Dạ. À cả nhà, anh Vy cũng nấu cơm gần xong rồi ha cả nhà. Ồ, sôi rồi ha cả nhà. Dạ. Khô rồi đó. Khô rồi ha. Dạ. À rồi giờ trứng thì mình đã chín sẵn rồi không anh Vy? Chín sẵn rồi. À vậy là một chút xíu nữa cơm chín thì mình cũng có đồ ăn sẵn rồi mình dùng cơm ha anh Vy ha. Đúng rồi. Dạ. Thì thôi em cũng chúc anh thật nhiều sức khỏe ha. Bữa nào có gì hớt tóc á thì anh cứ alo cho em ha. Dạ dạ. Rồi dạ. Em cũng chúc anh ấm no hạnh phúc bên gia đình nha, để đem tiền cho em nha. À, Bình cũng xin thay mặt Quy cảm ơn đến gia đình của chị Thủy sống bên thành phố Hồ Chí Minh đã yêu thương và giúp đỡ cho em Quy với tấm lòng thật là to lớn. Rồi Bình cũng xin phép là chúc đến chị thật nhiều sức khỏe và luôn luôn an khang thịnh vượng ha. Thì Bình xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị vào những video tiếp theo ha. Dạ chào anh Quy ha. Dạ, dạ, dạ. Dạ mọi người.